Thái Đông có thể review một số món ăn ở thành phố Vinh không? Ở Vinh ngon nhất là chuồng lươn. Nhưng mà hôm nay mình thích ăn chuồng lươn, mình thích ăn chuồng lồn hơn. Thế nên chúng ta sẽ đến với món chuồng lồn. Chuồng lồn thì không thể thiếu nào thiếu rau răm được. Đó. Một miếng gừng nữa. Ăn thử. Cảm giác thế nào? Ngon quá. Ok, chào anh Đông nhá.